Thưa quý vị và các bạn, công nhân đình công đòi quyền đi vệ sinh là một câu chuyện hoàn toàn không mới, khi mà chắc là chị Thùy Dương cũng như là quý vị khán giả vẫn đều nhớ là năm ngoái đã từng có một cuộc đình công của gần 900 công nhân tại một công ty của thành phố Hồ Chí Minh đình công để đòi quyền lợi chính đáng này. Nhưng một lần nữa cái sự việc tương tự lại đang xảy ra, và điều này cho thấy thêm một phần lỗ hổng trong bộ luật lao động của nước ta hay do sự quản lý yếu kém của một số công ty tại Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên kênh VTC14. Công nhân và vấn đề đi vệ sinh, chuyện tế nhị từng rất thường nhưng lại đã và đang gây lắm nhiễu nhương. Phải đội nón cam khi làm việc và đội nón vàng khi đi vệ sinh, báo cáo với giám sát, hạn chế số lần đi và ghi rõ giờ ra, giờ vào nhà vệ sinh. Nếu tái phạm, công nhân sẽ bị trừ lương, kỷ luật hoặc đuổi việc. Rất bức xúc. Tại vì cái quyền lợi của mình, nhất là phụ nữ, đối với phụ nữ thì cái quyền đi vệ sinh thì không được hạn chế, nó ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc của tụi em không được đảm bảo. Đi vệ sinh là quyền tự do của mọi người, nhưng khi người ta đau bụng hoặc cái gì đó thì không nên ghi giờ giấc hoặc cái gì đó để trừ vào ngày công. Nếu mà những chị em mà bầu có nhu cầu đi vệ sinh nhiều hơn, nếu mà công ty đặt ra những điều kiện như vậy sẽ không đảm bảo về tâm lý làm việc. Một doanh nghiệp nào thì cũng muốn là cái năng suất cao. Vậy thì cách thức quản lý anh như nào là để cho cái năng suất cao, thì đấy là một cái bài toán của anh. Anh càng coi như quản lý chặt chẽ mà quản lý một cái khắt khe như vậy thì dĩ nhiên cái năng suất hiệu quả công việc của anh chưa chắc đã cao. Và nhất là trong trường hợp cuối cùng là xảy ra vấn đề đình công như hiện nay. Chứ theo các điều khoản trong Bộ Luật Lao Động thì không có điều chỉnh về vấn đề quyết định đi vệ sinh. Nhưng giải thích cho những quy định lạ đời này có hàng chục lý do được đưa ra, như để hạn chế chuyện công nhân trốn việc, nấu cháo điện thoại, ảnh hưởng tới công việc. Thế nhưng, vì những cá nhân có cách hành xử chưa đúng mà áp đặt cho toàn bộ công nhân, liệu có phải là cách quản lý khôn ngoan? Là chủ tịch công đoàn của một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Đình Văn Giai chia sẻ về quy định này của công ty hiện vẫn đang diễn ra khá suôn sẻ. Khi công nhân có nhu cầu, họ chỉ việc báo cáo với tổ trưởng, lấy một tấm thẻ, gọi là thẻ rời khỏi vị trí làm việc, và thoải mái với nhu cầu thiết yếu này. Cái vấn đề này mình thật sự tế nhị, và cái phương pháp mình đưa ra phải được đồng thuận từ trên xuống dưới và cho đi thoải mái. Cái bên cạnh để người công nhân lo lắng trong việc sản xuất, không phải đi chây lười lo, thì mình đưa cái bộ thưởng năng suất. Cái thưởng năng suất rất quan trọng. Là cần phải sửa đổi bổ sung Bộ Luật Lao Động năm 2013 và đưa vào bộ luật những cái điều chỉnh, những cái quan hệ xã hội mới phát sinh này. Trước khi chờ đợi sự thay đổi về luật lao động, thiết nghĩ vai trò của công đoàn mỗi cơ sở càng cần phải được nâng cao nhiều hơn. Còn việc khống chế người lao động đi vệ sinh thì e rằng đó chỉ là cách phản ánh sự yếu kém trong nghệ thuật quản lý của công ty đó mà thôi. Và đó chính là một trong những nguyên nhân của những cuộc đình công.